Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Mưu đồ đẫm máu của Hồng khi ép quân giả phải ra tay giết Dương Cơ Bắp. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Độc Đạo. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo bắt đầu với cảnh Hồng quyết tâm thực hiện kế hoạch táo bạo nhằm lật đổ kẻ thù. Sau cái chết của bố mình, Hồng mang theo lòng thù hận sâu sắc, đặc biệt đối với Dương Cơ Bắp, kẻ mà anh tin đã gián tiếp gây ra cái chết của cha. Hồng tìm đến quân giả, người được xem là chùm cuối trong mạng lưới tội phạm, để đàm phán. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này không phải là một sự kiện bình thường, mà mang đầy rẫy sự căng thẳng và âm mưu. Khi bị người của quân giả ngăn cản tại cổng, Hồng không ngần ngại sử dụng vũ lực để ép buộc họ cho mình vào. Điều này khiến quân giả không khỏi bối rối, bởi hắn là một kẻ vô cùng cẩn trọng, chưa từng để ai dễ dàng tiếp cận mình. Hồng bước vào, không chút nao núng, bắt đầu cuộc đối thoại đầy căng thẳng với quân giả. Hồng khẳng định rằng anh đã biết rõ thân phận thực sự của quân giả, và lần này anh đến để bàn về một thỏa thuận. Trong khi Hồng đề cập đến ý định hợp tác, điều này thực sự chỉ là một vỏ bọc cho âm mưu lớn hơn. Hồng muốn quân giả giết Dương Cơ Bắp, với lý do rằng Dương đã cản đường anh đưa bố mình đến bệnh viện, gián tiếp gây ra cái chết của ông. Dưới vẻ ngoài thản nhiên, Hồng đang thử thách lòng trung thành của quân giả đối với những kẻ dưới trướng, đặc biệt là Dương, người đã từng sống chết cùng hắn. Quân giả, một người từng trải và khôn ngoan, ban đầu cố gắng thuyết phục Hồng rằng Dương Cơ Bắp không đáng để hận thù sâu sắc như vậy. Hắn nhắc nhở rằng giữa ba người Dương, Lê Toàn bố của Hồng và quân giả từng có mối quan hệ mật thiết, từng là anh em sống chết có nhau. Tuy nhiên, Hồng không bị lay chuyển. Anh đẩy quân giả vào thế khó, buộc hắn phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và sự trung thành với người cộng sự lâu năm. Trước sự cương quyết của Hồng, quân giả cuối cùng cũng phải đồng ý thực hiện yêu cầu của anh, nhưng không quên đưa ra lời cảnh báo. Quân giả biết rằng Hồng không phải là kẻ đơn giản, và nếu có bất kỳ điều gì không theo kế hoạch, anh sẽ phải trả giá đắt. Sau khi đạt được thỏa thuận, Hồng rời đi, mang theo niềm thỏa mãn khi biết mình đã thao túng được quân giả. Tuy nhiên, điều mà quân giả không biết là toàn bộ cuộc đối thoại đã bị Hồng ghi âm lại. Hồng không chỉ muốn Dương Cơ Bắp chết, mà còn muốn chứng minh rằng hắn có thể nắm giữ tất cả các quân bài trong tay. Anh gọi cho Dương Cơ Bắp, để lại một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đe dọa, khẳng định rằng lời hứa về việc trả thù của anh sắp thành hiện thực. Dương Cơ Bắp, sau khi nhận được đoạn ghi âm, bắt đầu hoảng loạn. Hắn nhớ lại những lời cảnh báo trước đây của Hồng, khi anh từng dí súng vào đầu hắn và thề sẽ trả thù. Sự căng thẳng tăng cao khi Dương nhận ra rằng quân giả có thể sẽ ra tay với mình bất cứ lúc nào. Giờ đây, Dương đứng giữa sự sống và cái chết, không biết phải tin tưởng ai trong băng đảng mà hắn từng xem là gia đình. Tập này kết thúc với sự bất an và lo lắng lan rộng trong mạng lưới tội phạm. Dương Cơ Bắp, mặc dù từng là cánh tay phải đắc lực của quân giả, giờ đây phải đối mặt với khả năng bị chính người cộng sự của mình phản bội. Trong khi đó, Hồng tiếp tục kéo dây, sử dụng mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Nhưng mục tiêu thực sự của Hồng là gì? Liệu anh chỉ muốn trả thù cho bố mình, hay còn ẩn chứa một kế hoạch lớn hơn nhằm chiếm đoạt quyền lực từ tay quân giả và Dương Cơ Bắp? Tập không chỉ là sự leo thang của mối thù cá nhân giữa Hồng và Dương Cơ Bắp, mà còn là sự thử thách lòng trung thành, niềm tin và sự mưu mô giữa các nhân vật chính. Những âm mưu và sự phản bội càng lúc càng trở nên rõ ràng, hứa hẹn mở ra những diễn biến kịch tính hơn trong các tập tiếp theo. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.